Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là cụm loa ngoài, loa nghe nhạc của Huawei Mate 9 đang có mặt tại di động cao cấp Japan. Nó được thiết kế giống như Huawei Nova 2i, tức là tách rời khỏi bảng main nằm phía dưới như này. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa ngoài, loa nghe nhạc của Huawei Mate 9 không nghe được, nghe chập chờn luôn cũng không, cần một địa chỉ thay mới loa trong, loa ngoài của Huawei Mate 9, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099, di động cao cấp .vn có mọi loại linh kiện trên Huawei Mate 9 phụ quá trình thay mới sửa chữa cho quý vị các bạn. Khi cần thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.